còn nó hôm nay ngày mai nữa rồi. Đi đang ngủ mà ha, đi ha cô mẹ. Nè, hôm nay cả nhà mình tới thăm con nè nha. Anh Kỳ nè, Ricky nè, Vi nè, anh Hai nè, anh Chem nè, anh Liêm nè. Hôm nay lễ là nhà quàn, lễ cho con nè. Đi ra đi vui vẻ nè, bình an nè. Không cần ha. Bây giờ đi mà mở mắt ra thôi à. Vi nói gì với anh không? Vi nói gì với anh không con? Hôm nay là để phát tang cho anh đi. Bởi vì con tới sớm. Giờ mới bắt đầu mới là con thật sự luôn. Còn nhìn thấy em hôm nay ngày mai nữa là thôi đó. Tối mai người ta đóng đóng nắp rồi, không có gặp em nữa đâu. Có nói gì nói với em đi con. Có nói gì nói với em đi. Dì đi đang ngủ thôi. Ha con ha. Ngủ một giấc dài rồi mai mốt thức rồi thấy mẹ trên đó luôn ha. Mai mốt ai cũng chết hết, ai cũng lên trên đó hết. Chỉ là con đi trước thôi ha. Lên nó gặp ông cố bà cố kìa. Ông cố bà cố đang ở trên nó chờ đó ha. Lên trên rồi đâu cần ăn đâu. Mỗi ngày chỉ đi bắt bướm, bắt hoa thôi xíu.